Thưa quý vị, mỗi ngày trên địa bàn tỉnh Nghệ An đưa vào giết mổ 25.000 con gia súc gia cầm, trong đó chỉ có khoảng 7.000 con được kiểm soát, số còn lại được giết mổ nhỏ lẻ, phân tán. Những bất cập này đang khiến công tác kiểm soát dịch bệnh, an toàn thực phẩm gặp rất nhiều khó khăn. Lò giết mổ gia súc này được xây dựng cách đây 20 năm trên địa bàn xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn. Đây là một trong hai lò giết mổ gia súc trên địa bàn huyện Nam Đàn còn hoạt động. Mặc dù gia súc của 5 đến 7 xã lân cận đưa vào đây, nhưng mỗi ngày cũng chỉ giết mổ từ 15 đến 20 con. Lượng gia súc vào lò giết mổ ít khiến cho chi phí hoạt động tăng. Phụ thuộc vào thị trường chợ bộ về thị trường ngành chăn nuôi á. Nếu như họ làm mạnh thì mình nâng tổng số lên được số con thì mình có thu nhập cao hơn. Còn họ làm ít thì mình thì không có thu nhập. Còn đây là lò giết mổ gia súc tập trung xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu. Mặc dù đã được xây dựng từ năm 2016, nhưng nay lò giết mổ cũng không hoạt động. Việc giết mổ gia súc ở đây vẫn nằm rải rác trong khu dân cư. Cái khó khăn hiện nay thì chưa cấp được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án, nên là chưa làm cả cái thủ tục để cấp giấy phép đi vào hoạt động. Để khi đề nghị cả cơ quan chính quyền thì tạo điều kiện để cho chủ dự án được cấp cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sau đó thì làm cái giấy phép hoạt động. Hiện toàn tỉnh có trên 800 cơ sở giết mổ động vật, trong đó chỉ có 170 cơ sở có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, theo quy chuẩn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành năm 2017, thì hiện chưa có cơ sở nào đạt chuẩn. Và để xây dựng, sửa chữa những lò giết mổ cũ thành lò đạt quy chuẩn mới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là rất khó khăn. Theo quy định mới, nếu lò giết mổ tập trung, theo quy định mới hiện nay, thì cái lò giết mổ tập trung của Xuân Hoài hiện nay thì chưa đáp ứng được yêu cầu. Bởi vì như vậy là cái cơ sở vật chất thì cũng đã 20 năm rồi thì xuống cấp. Hai nữa là các cái cơ sở vật chất để phục vụ khép kín trong giết mổ để không tiêu thụ là sẽ gặp khó khăn. Bởi vì trên địa bàn thì đấy chú trọng là giết mổ của các hộ cá nhân và các tiểu thương ra tập trung giết mổ. Do vậy để đảm bảo như theo quy chuẩn mới là sẽ rất khó mà thực hiện được. Kiểm soát giết mổ động vật là một khâu rất quan trọng trong vấn đề kiểm soát dịch bệnh cũng như đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, thời gian qua, hoạt động giết mổ tập trung trên địa bàn toàn tỉnh còn nhiều hạn chế bởi chăn nuôi vẫn còn nhỏ lẻ. Nhiều hộ tự giết mổ gia súc tại nhà khi có nhu cầu. Khó khăn thì cơ bản nhất là do cái điều kiện Nghệ An vẫn là giết mổ nhỏ lẻ. Và mỗi hồ thì 1-2 con vào năm rải rác rất là nhiều nơi. Cho nên việc mà gom tập trung lại một chỗ thì gặp khó khăn. Thứ hai nữa là do vậy nên là mỗi cái cơ sở giết mổ tập trung thì số lợn giết mổ trên một ngày đếm rất là ít và nguồn thú không đủ để chi. Với tổng đàn gia cầm 33 triệu con và gần 2 triệu con gia súc, việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các lò giết mổ gia súc tập trung theo tiêu chuẩn mới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trên địa bàn Nghệ An là rất cần thiết. Bởi kiểm soát được khâu giết mổ gia súc, gia cầm sẽ góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.